Rồi các bác tìm mua Hyundai Accent số sàn bản đủ, chúng ta chạy dịch vụ này. đi lại gia đình này Mở cửa thị trường rồi, dịch bệnh thì cũng đã qua rồi. Các bác đang có nhu cầu mua Accent, chiếc xe xe đan hãng B đi gia đình rất ổn, rất đẹp và giá rẻ hơn so với các đối thủ khác. Hiện nay thì Hyundai Accent bản 1.4 số sàn bản full thì đang có mức giá niêm yết là 466 triệu đồng lăn bánh tại Hà Nội dự kiến sẽ động là 525 triệu đồng trả góp tối thiểu từ 170 triệu đồng. lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 516 triệu đồng, trả góp tối thiểu từ 160 triệu đồng. Ở lăn bánh tại tỉnh thì sẽ là 496 triệu đồng, trả góp tối thiểu từ 140 triệu đồng. quý khách hàng ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Lạng Sơn những tỉnh khu vực xung quanh Bắc Ninh bên em có thể hỗ trợ một cách tối đa nhất và hiệu quả nhất ưu đãi đặc biệt cho khách hàng có hộ khẩu ở Bắc Ninh nhé. À, cụ thể về giá bán, chương trình khuyến mại hay là mức giá xuất hóa đơn thì à, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline được đính kèm trên màn hình giúp em. Mức giá dự kiến trên thì à, bọn em chưa trừ khuyến mại và chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ. À, đã bao gồm thuế trước bạ, tiền đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Đó. À, với Hyundai Accent số sàn bản đủ thì chúng ta có một mẫu xe dưới 500 triệu đó. Hạng B đi gia đình đi dịch vụ rất là ok. Và nó đầy đủ tiện nghi giống như trên phiên bản số tự động và với số sàn thì chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí vận hành, chi phí nhiên liệu. khuyến à, quý anh chị muốn lái thử thì có thể liên hệ trực tiếp qua Hyundai Bắc Ninh và để được tư vấn về các phiên bản, lựa chọn phiên bản xe, thủ tục trả góp cũng như là trải nghiệm những cái uh, tính năng trên xe thì mình có thể liên hệ để bên em sắp xếp mang xe lái thử qua cho gia đình mình nhé. Uh, hiện nay thì uh, Hyundai Accent vẫn đang là một đầu xe chúng ta bán rất là chạy và nếu như quý vị đang lăn tăn giữa Accent hay Vios thì uh, thời điểm này Vios đang có mức khuyến mại đâu đó vào khoảng 50 triệu đồng hơn 50 triệu đồng. Uh, tính ra thì uh, nó vẫn sẽ cao hơn Hyundai Accent và khoảng từ 40 đến 50 triệu đồng nhé đó nếu như mình đang có kế hoạch cân đối về tài chính hay là phải cân đối về cái mức vay thì đây cũng là một cái option để chúng ta cân đối lựa chọn thêm ở khác với TOTA thì khi mà chúng ta vay trả góp với những cái xe hãng khác đa phần chúng ta sẽ vay ở thương mại cổ phần các ngân hàng thương mại cổ phần ở TOTA chúng ta có công ty tài chính Toyota Safety Sen họ có nhiều gói vay ưu đãi dành cho riêng của xe Toyota thôi à, với những khách hàng mà vay như Hyundai thì chúng ta sẽ đa phần chọn ngân hàng như là Sihan Bank, à, VIB, Tiên Phong Bank hay là VB Bank à, thủ tục trả góp sẽ dao động từ 3 đến 4 ngày à, không tính ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật và số tiền tối thiểu của anh chị chuẩn bị sẽ là 20% giá trị xe cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm đâu đó là khoảng 50 60 triệu với dòng Hyundai Accent rồi à, giá bán tại Bắc Ninh, Bắc Giang hay các tỉnh lân cận quý khách hàng đang có nhu cầu tìm hiểu Vina Accent, số sàn bản đủ, vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhé. Uh, review xe thì chắc là em hẹn uh, một vài video sau. Hiện nay chỉ làm báo giá cho quý anh chị thôi. Thời điểm rất là đẹp để mua xe rồi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.